Ông Trùm Wagner gửi Tổng thống Putin hồ sơ dẫn đến việc bắt giữ các tướng lĩnh cấp cao của Nga. Nga cáo buộc Ukraine tấn công hệ thống trọng yếu trong ô hạt nhân của Nga, xung đột sẽ hướng mới. 3 vạn binh Nga công phá Kharkov, binh sĩ Ukraine bỏ vị trí hàng loạt, ký ép điều tra 28 chỉ huy. Tình báo phương Tây cho biết Ukraine tổn thất về lãnh thổ vào cuối năm 2024. Mỹ ra tối hậu thư cho Georgia mở mặt trận thứ hai chống Nga. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Tờ Sakrat dẫn nguồn tin riêng cho hay, cố lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, Jevgeny Prigozhin, có thể liên quan đến các vụ bắt giữ các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga gần đây. Theo nguồn tin, trong cuộc gặp với tổng thống Putin, ông Prigozhin được cho là đã thông báo cho tổng thống về tình hình thực tế ở mặt trận. Câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng nảy sinh vào tháng 12 năm 2022 khi ông Prigozhin đưa ra một số tuyên bố mang tính xúc phạm. Người sáng lập PMC đã sử dụng các phương pháp khiêu khích để thu hút sự chú ý đến tình hình sau đó, ông cùng các chỉ huy của Wagner đã có cuộc gặp với nguyên thủ quốc gia. Cuộc gặp với ông Putin diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại điện Kremlin. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã mời 35 người từ ban lãnh đạo Wagner và đánh giá các hoạt động của công ty trước mắt. Trong cuộc gặp, ông Prigozhin không chỉ trình bày phiên bản tình hình của mình với tổng thống Putin mà còn đưa cho ông một tập tài liệu về tình hình thực tế trong khu vực hoạt động quân sự ngoài ra ông prigozhin được cho là đã phỏng vấn không chỉ các chỉ huy của wagner mà còn cả đại diện của các đơn vị khác trong lực lượng nga vừa qua thứ trưởng bộ quốc phòng timur ivanov bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ kể từ đó trung tướng yuri kuznetsov người đứng đầu về nhân sự tại bộ quốc phòng và thiếu tướng ivan popov cựu chỉ huy từng chỉ trích giới lãnh đạo quân sự nga về chiến dịch kém hiệu quả ở ukraine cũng đã bị bắt và điều tra với cáo buộc tương tự cuộc cải tổ quyết liệt tại Bộ Quốc phòng được tiến hành sau khi Tổng thống Putin nhậm chức nhiệm kỳ 5 vào đầu tháng này. Một trong những động thái lớn về nhân sự của ông trong nhiệm kỳ mới là thay thế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, đồng minh lâu năm bằng nhà kinh tế Andrei Belousov. Quyết định bổ nhiệm này được coi là nỗ lực nhằm hợp lý hóa nền kinh tế thời chiến của Nga, tập trung nguồn lực vào quân sự và chống tham nhũng trong chi tiêu quân sự. Trung tướng Samarin bị cáo buộc nhận hối lộ 36 triệu rúp, tương đương khoảng 400.000 đô la Mỹ các nhà điều tra đã đóng băng toàn bộ bất động sản, tài sản và tài khoản ngân hàng của quan chức này. Trung tướng này phủ nhận các cáo buộc. Trong khi đó, Thiếu tướng Popov, cựu tư lệnh tập đoàn quân 58 bị cáo buộc lừa đảo trên quy mô đặc biệt lớn. Ông từng là người chịu trách nhiệm phụ trách tác chiến tại tỉnh Zaporizhia và tham gia chống đợt phản công quy mô lớn của Ukraine trong khu vực. Ông Popov năm ngoái gây chấn động dư luận Nga khi chỉ trích các lãnh đạo quân sự cắt nguồn lực cho binh sĩ trong thời điểm khó khăn. Ông phàn với Bộ Quốc phòng rằng lực lượng dưới quyền không được hỗ trợ đầy đủ, thiếu năng lực phản pháo, trinh sát pháo binh và chịu nhiều thương vong vì chiến dịch phản công của Ukraine. Tháng 7 năm 2023, ông mất chức tư lệnh tập đoàn quân 58. Trong thông điệp ghi âm gửi tới các binh sĩ dưới quyền, ông nói mình bị cách chức vì nói sự thật với các lãnh đạo quốc phòng, trong đó có tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Với trường hợp của ông Popov, tướng Galiamov nói Ông Putin muốn cho các tướng lĩnh thấy rằng đây là hành vi bị trừng phạt và lòng trung thành là điều quan trọng. Như vậy, thông điệp của ông Popov một lần nữa lặp lại những chỉ trích mà ông Trùm tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner Prigozhin từng đưa ra, nhắm vào tướng Sogu và Gerasimov, hai lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng Nga. Trong một tuyên bố trên Telegram, thượng nghị sĩ Nga Dmitry Rogozin, người từng đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và hiện đang phụ trách trung tâm kỹ thuật quân sự, Natasha Volvers, tức sói của Sa Hoàng cho biết, Ukraine đã tấn công nhằm vào một thành phần trọng yếu trong ô hạt nhân của Nga ở khu vực Krasnodar. Ông Rogozin nhận định, những cuộc tấn công như vậy có thể khiến cấu trúc an ninh hạt nhân toàn cầu sụp đổ. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vấn đề này và cũng chưa rõ mức độ thiệt hại ra sao. Phía Ukraine vẫn chưa công khai nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Bloomberg dẫn nguồn tin từ cộng đồng tình báo Ukraine cho biết, Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một mục tiêu quân sự chiến thuật tại khu vực Krasnodar của Nga trong tuần này. Trang tin The đã phân tích hình ảnh vệ tinh do công ty dữ liệu Planet Labs thu được ở Tây Nam nước Nga và khẳng định một radar cảnh báo sớm chiến lược của Nga tại khu vực này đã bị hư hại nặng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. The nhận định đây có lẽ là một cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ vào một địa điểm liên quan tới hệ thống phòng thủ chiến lược tổng thể của Nga. Điều này chỉ ra một hướng đi mới đáng lo ngại của cuộc xung đột, đặc biệt là khi tồn tại khả năng xuất hiện vũ khí hạt nhân. Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs chụp gần đây và được chuyên trang quân sự Zoborzhon của Mỹ phân tích cho thấy lượng lớn mảnh vỡ quanh tòa nhà đặt radar cảnh giới tầm xa Gronet DM ở thành phố Amavir thuộc vùng Krasnodar, tây nam nước Nga. Hình ảnh chụp từ mặt đất được đăng trên mạng xã hội trước đó cũng cho thấy hai tòa nhà đặt radar bị hư hại đáng kể, có nguy cơ phải ngừng hoạt động trong thời gian dài. Các bức ảnh được công bố sau khi xuất hiện thông tin Ukraine sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công đài radar ở Amavir ngày 22-23 tháng 5. Giới chức Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng về thông tin. Kiev từng tập kích hàng loạt mục tiêu của Moscow ở vùng Krasnodar, vốn nằm trong tầm bay của nhiều mẫu UAV cảm tử trong biên chế quân đội Ukraine. Voronezh DM là radar cảnh báo sớm của Nga, cho phép nước này giám sát không gian vũ trụ để phát hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo cũng như theo dõi máy bay. Do Uazôn nhận định, cuộc tấn công của Ukraine có thể sẽ châm ngòi cho một hành động đáp trả bằng hạt nhân. Ukraine Forum cho hay, một số chuyên gia tin rằng lực lượng Ukraine đã nhằm vào amavia vì lo ngại về khả năng cảnh báo sớm của cơ sở này đối với các cuộc tấn công có sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATAK-MS mà Mỹ cung cấp. Trạm radar Voronezh tiên tiến tại thành phố Amavia đã đi vào hoạt động từ năm 2013. Hệ thống này có thể phát hiện các tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang tiến đến với tầm hoạt động lên tới 6.000 km và có thể theo dõi đến 500 mục tiêu. Khi tới tham dự lễ khánh thành hệ thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định hệ thống này sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của nước Nga ở hướng Nam và Tây Nam. Nga đang tiến hành một chiến dịch lớn ở khu vực Kharkov, đồng thời người Nga cũng đang tấn công những nơi khác, chủ yếu ở Donbass và vùng Zaporizhia Mối đe dọa ở phía Bắc đã buộc Ukraine phải rút quân được triển khai ở nơi khác, bao gồm cả Chasovya, để cố gắng giữ phòng tuyến ở khu vực Kharkov. Cũng liên quan đến tình hình căng thẳng ở mặt trận này, kênh Military Summary đưa tin, tại Kharkov, một số quả bom lượt FAB đã tấn công, đánh sập một phần trung tâm mua sắm. Gần Lipsi, Ukraine đã tập trung 7 lữ đoàn cho thấy cuộc phản công có thể sẽ bắt đầu trong những ngày tới. Ở Volchansk, có vẻ như lực lượng Kiev đang đẩy lùi người Nga và giành lại lãnh thổ. Tại Krasnogorodka, lực lượng Moscow đã tiến vào trung tâm thành phố khiến Ukraine phải thiết lập các vị trí phòng thủ ở phía tây bắc thành phố để đề phòng binh sĩ Nga có thể chiếm giữ. Tướng Oleksandr Shisky, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine cho biết sau thành công ban đầu, Nga hoàn toàn xa lầy trong các trận đánh trên đường phố tại Vopchansk. Các đơn vị tấn công của họ chịu tổn thất rất nặng nề. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng giao tranh gần các thành phố ở mặt trận Biển Đông Ukraine như Chasubya, Pokrovsk và Kurakovo đang rất dữ dội. Tại làng Ivanovka ở phía đông tỉnh Kharkov, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga giành được thành công một phần. Nga mở 10 đợt tiến công ở gần thành phố Kupiansk, trong đó một đợt bị lực lượng Ukraine đẩy lùi hoàn toàn. Công ty đường sắt Ukraine cho biết Nga nhiều lần tấn công hệ thống đường sắt tại tỉnh Kharkov. Công ty này thông báo Nga tiếp tục nỗ lực khiến hệ thống đường sắt ở tỉnh Kharkov dừng hoạt động và trận pháo kích đêm 23 tháng 5 của Nga làm hỏng đường dây, các tòa nhà, nhiều toa chở hàng và một toa tàu chạy điện. Lực lượng Nga vừa qua mở chiến dịch Kharkov, nhanh chóng kiểm soát nhiều khu dân cư gần biên giới và buộc đối phương phải điều quân từ nơi khác về đối phó. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga mới chỉ mở loạt đợt tiến công đầu tiên và có thể nhắm tới thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên và đô thị lớn thứ hai Ukraine. Giới chuyên gia đánh giá Nga không đủ binh sĩ để tiến công thành phố Kharkov nhưng có thể tiến đủ xa để đặt thành phố Kharkov vào tầm bắn của pháo binh. Tờ Strana và Ukraine Pravda của Ukraine đồng loạt đưa tin, Cục Điều tra Quốc gia Ukraine, SBI, đã mở vụ án hình sự liên quan tới 28 chỉ huy quân đội bị tình nghi cho phép lực lượng vũ trang Nga đột phá khu vực Kharkov, dẫn tới việc Kiev mất 10 ngôi làng ở tỉnh này. Strana cho biết, bộ phận của SBI tại Poltava đang thu giữ một số tài liệu quân sự bí mật để tiến hành thủ tục tố tụng hình sự. Kết quả điều tra trước khi xét xử cho thấy, vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2024, tại các khu định cư Stranka, Krasnoye, Borisovka, Pinoye, Gatishche cũng như các khu định cư khác ở tỉnh Kharkov dọc theo biên giới nga ukraina đã ghi nhận tình trạng một loạt đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine bỏ vị trí chiến đấu. Tổng cộng 28 chỉ huy Ukraine gồm chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật, chỉ huy lữ đoàn, chỉ huy tiểu đoàn, chỉ huy đại đội, đang nằm trong diện điều tra của SPI. Trả lời BBC, chỉ huy đơn vị trinh sát đặc biệt của Ukraine, Denis Yaroslavsky cho biết lực lượng Nga chỉ việc bước qua biên giới mà không gặp phải cản trở nào. Yaroslavsky nói, tất nhiên là tôi tức giận, chúng tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình và bây giờ vì ai đó không dựng tuyến phòng thủ mà chúng ta mất người. Ngoài ra, theo ông Viktor Kovalenko, nhà phân tích chính trị Ukraine, từng phục vụ trong lực lượng Ukraine năm 2014 và 2015 cho biết, Ukraine đang gặp vấn đề trong việc củng cố các tuyến phòng thủ đầu tiên vì lực lượng Nga liên tục pháo kích và ném bom vào các bộ xây dựng và kỹ thuật. Ông Kovalenko cho biết, hơn nữa, vào tháng 3, Tổng thống Zelensky đã phạm sai lầm khi cách chức chỉ huy lực lượng hỗ trợ. Tướng Dmytro ông ấy đã khắc phục sai sót này vào tháng 5 bằng cách phục hồi chức vụ cho ông ấy, nhưng điều này đã làm gián đoạn quá trình củng cố trong 2 tháng. Ukraine đã và đang xây dựng các công sự nhiều tầng ở năm khu vực, bao gồm cả khu vực đang tranh chấp ở phía đông Donetsk. Mặc dù bí mật quân sự có nghĩa là thông tin chi tiết không được công khai, Kovalenko Cô nói thêm, thành thật mà nói, điều này đáng lẽ phải bắt đầu vào năm 2014 hoặc ít nhất là vài tháng trước cuộc chiến, nhưng muộn còn hơn không. Trong bối cảnh tình hình Kharkov đang trở nên vô cùng khó khăn với Ukraine, hãng thông tấn RBC cho biết nhiều vụ nổ liên tiếp đã được ghi nhận tại tỉnh này trong tối 25 tháng 5. Cảnh báo không kích được kích hoạt trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các cuộc tấn công đã được tiến hành nhắm vào các cơ sở quân sự, năng lượng cũng như các cơ sở hạ tầng liên quan của Ukraine. Phóng viên AFP cho biết, họ đã nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà của siêu thị Epicent DIU khi lực lượng cứu hỏa phun nước và ngọn lửa bùng lên sau đợt tấn công. Mái nhà bị xé toạc và các mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Trước đó, theo trang tin độc lập Euromaidan Press của Ukraine, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25 tháng 5, lực lượng Nga đã phát động tấn công bằng tên lửa vào thành phố Kharkov và quận Kharkov. Thống đốc khu vực Kharkov, Oleksiy Nehubov cho biết, lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa S-300 trong vụ tập kích. Tại quận Slobidisky của Kharkov, một tên lửa đã bắn trúng tòa nhà, Iseyum, trong khi một tên lửa khác bắn trúng khu công nghiệp. Đáng lưu ý, chỉ trong 24 giờ trước đó, quân đội Nga đã tiến hành 30 cuộc giao tranh ác liệt theo hướng Kharkov và Kupiansk. Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksandr Litvinenko thông báo, Nga đang sử dụng 30.000 trong số 50.000 binh sĩ được tập trung ở biên giới để tấn công Kharkov quân đội nga trong những tuần gần đây đã kiểm soát được các vùng lãnh thổ của ukraine dọc tiền tuyến trong một số trường hợp họ đang kiểm soát các khu vực ukraine từng phải vất vả giành lại trong những cuộc giao tranh khốc liệt năm ngoái đây là một tình huống đáng lo ngại với ukraine bởi nó có thể tác động đến tinh thần chiến đấu của binh lính nước này cũng như tâm trạng của công chúng các nhà phân tích cho rằng nga có thể sẽ giành thêm thành quả trong những tháng tới khi ukraine chờ viện trợ quân sự của mỹ đến chiến trường truyền thông Đức dẫn đánh giá của giới tình báo phương Tây nói rằng bức tranh tổng thể của Ukraine lúc này có vẻ ảm đạm trước sự vượt trội của Nga. Theo đánh giá, Ukraine khó có thể nắm thế chủ động trong năm 2024. Đến cuối năm nay, Ukraine có thể sẽ phải chịu những tổn thất về lãnh thổ lớn hơn đáng kể so với những gì đã xảy ra kể từ tháng 1. Báo cáo phân tích, điều này là do định hướng phòng thủ hiện tại của Ukraine và do giao tranh kéo dài Ukraine đang muốn bảo toàn lực lượng và câu giờ bằng cách nhượng lại lãnh thổ, với hy vọng điều này sẽ giúp họ có thời gian để huy động và khôi phục cơ sở công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, việc Nga tăng cường tấn công vào các hạ tầng công nghiệp quốc phòng của Ukraine có thể trở thành một vấn đề. Trước đó, theo thông tin từ tờ Bill cho biết, Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, với 7,1 tỷ euro đã phân bổ cho năm 2024, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu nâng tổng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay lên gần 11 tỷ euro. Trước đó, tờ Bill đưa tin số tiền này cũng sẽ được sử dụng để trang bị bổ sung vũ khí mà quân đội Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Điều này có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí mới cho quân đội Đức nhằm thay thế những vũ khí đã cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ hiện có. Trong số 7,1 tỷ euro đã phân bổ, hầu hết các khoản đều đã được lên kế hoạch số tiền này được Bộ Quốc phòng cho là không đủ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thảo luận về nhu cầu chi tiêu bổ sung với Thủ tướng Olaf Scholz và Bộ trưởng Bộ Tài chính Liner. Bill cho biết thêm các khoản chi tiêu ngoài ngân sách sẽ được trình lên Quốc hội Đức để phê duyệt vào tháng 6 năm 2024. Theo kế hoạch, trong năm 2025, Bộ Quốc phòng Đức dự định ngân sách chi kỷ lục lên tới 15 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Ukraine Zelensky cùng với các quan chức cấp cao khác của nước này đã liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong những tháng gần đây. Vào cuối tháng 3 năm 2024, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần ít nhất 5 hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến tháng 4 năm 2024 sau các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Zelensky đã tăng con số này lên 7 tổ hợp Patriot đến tháng 5 năm 2024 nhà lãnh đạo Kiev lại yêu cầu thêm hai hệ thống Patriot nữa để giúp bảo vệ Kharkov. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có hệ thống Patriot nào được chuyển đến Ukraine để đáp lại lời thúc giục của Tổng thống Zelensky. Đức đã tăng cường hỗ trợ bằng cách cam kết cung cấp 1 phần 3 trong số 11 hệ thống Patriot của mình. Họ cũng cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao hàng tiếp theo từ các quốc gia khác. Thật không may, không có quốc gia nào khác hưởng ứng sáng kiến này. Mối lo ngại chính về việc từ chối cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot bắt nguồn từ việc thiếu hệ thống phòng không của chính họ, gây ra lo ngại rằng đất nước của họ không được bảo vệ đầy đủ. Hệ thống phòng không là sự thiếu hụt lớn nhất của Ukraine, như Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh vào ngày 14 tháng 5 năm 2024 trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Chỉ một tuần sau, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lặp lại quan điểm này ở Kiev, khẳng định rằng việc cung cấp các hệ thống bổ sung là ưu tiên tuyệt đối. Bà Baerbock nhấn mạnh rằng Đức đã cam kết chi 1 tỷ euro để cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này không giải quyết được nhu cầu cấp thiết về việc các hệ thống phải được chuyển giao khẩn cấp. Theo ông Fabian Hoffman, chuyên gia công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo, mỗi khẩu đội Patriot có chi phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là một yếu tố quan trọng khiến các nước phải đắn đo trong việc gửi Patriot đến Ukraine. Hơn nữa, các nước cũng đang do dự trong việc thỏa hiệp khả năng phòng không của mình. Không chỉ châu Âu, mà ngay cả Mỹ cũng từ chối cung cấp thêm Patriot cho Ukraine. Theo đài RT của Nga, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định Washington sẽ không bất chấp việc làm suy yếu an ninh quốc gia để tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine. Chia sẻ với đài MSNBC, ông Sullivan cho biết các hệ thống Patriot của Mỹ đều đã được triển khai trên khắp thế giới để bảo vệ binh sĩ Mỹ, trong đó có khu vực Trung Đông. Nếu chúng tôi sắp xếp được các hệ thống Patriot, chúng tôi sẽ gửi chúng cho Kiev. Ngay bây giờ, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để cung cấp cho Ukraine tên lửa được sử dụng trên các hệ thống Patriot đã được bàn giao. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu và trên khắp thế giới để cùng nhau củng cố năng lực quốc phòng cho Ukraine. Patriot được xem là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, cung cấp khả năng bảo vệ chống lại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi hệ thống Patriot trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm bệ phóng, radar và các phương tiện hỗ trợ khác. Mỹ đã sản xuất được tổng cộng 1.100 hệ thống Patriot và có hàng trăm hệ thống đã được triển khai hoặc còn trong kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, Washington mới chỉ trao trực tiếp cho Kiev một hệ thống Patriot. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov vừa qua tuyên bố Mỹ dường như không quan tâm đến nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Thay vào đó, Washington đang muốn kéo dài cuộc xung đột hiện tại khi liên tục viện trợ quân sự cho Kiev. Đài Sputnik dẫn phát biểu của đại sứ Antonov tại cuộc họp báo rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một gói hỗ trợ thiết bị quân sự cho Kiev, chung thời điểm Tổng thống Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine điều này cho thấy washington dường như không muốn hòa bình ở châu âu chỉ mong muốn kéo dài cuộc xung đột hiện tại và gia tăng thương vong cho cả nga và ukraine theo ông antonov mỹ gần đây đã ám chỉ rằng nước này đang cân nhắc việc cho phép ukraine sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu ở nga truyền thông mỹ trong tuần này đưa tin các quan chức mỹ đang tranh luận về việc rút lại đề xuất cấm ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tấn công nga do đề xuất này có thể cản trở nghiêm trọng đến khả năng tự vệ của kiev Đồng thời, quan chức ngoại giao Nga kêu gọi Washington thừa nhận tình hình xung đột trên thực địa và chấm dứt việc hỗ trợ quân sự cho chính quyền Kiev. Quan điểm trên được đưa ra trong bối cảnh mới đây, Tổng thống Putin tuyên bố sẵn sàng tạm dừng xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn thông qua đàm phán có công nhận đường giới tuyến hiện tại. Tuy nhiên mới đây, tờ New York Times cho biết các quan chức Mỹ đang tranh luận về việc rút lại đề xuất cấm Ukraine dùng vũ khí được viện trợ để tấn công Nga. Do đề xuất này có thể cản trở nghiêm trọng đến khả năng tự vệ của Kiev. Giới chức Mỹ đang tranh luận về vấn đề này và chưa chính thức trình lên tổng thống Joe Biden để thông qua. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự thay đổi trong chính sách của Mỹ có thể mang lại cho Ukraina lợi thế quan trọng trong việc chống lại các cuộc tấn công của Nga. Một số đồng minh của Mỹ như Anh đã dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí để tấn công mục tiêu bên trong Nga. Tuy nhiên, phần lớn các nước lo ngại Nga có thể phản ứng mạnh mẽ trước động thái này. Truyền thông Mỹ đưa tin ngoại trưởng Anthony Blinken tích cực thúc đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden tạo điều kiện cho Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tờ The Sun của Anh thừa nhận rằng lực lượng Nga đã phá hủy một số căn cứ, nơi lính quân sự tư nhân nước ngoài huấn luyện binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine. Bài báo đã nói về căn cứ tiền phương bí mật ở khu vực Kharkov, nơi lính quân sự tư nhân Mỹ và Anh huấn luyện binh sĩ Ukraine. Theo tiết lộ của cựu binh sĩ lực lượng vũ trang Anh Dan Ridley, chuyện ở đây nói về trung tâm huấn luyện liên kết với quân đội Ukraine. Tuy nhiên như ông này nói rõ, chủ tài trợ cho công việc này không phải là Kiev. Ấn Phẩm còn cho biết có thể còn có những căn cứ khác nữa nhưng đã bị đầu đạn Nga tiêu diệt. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thường xuyên thông báo về những đòn tấn công giáng vào địa điểm bố trí lính quân sự tư nhân nước ngoài. Chẳng hạn như đòn tấn công có độ chính xác cao khi phá hủy điểm triển khai tạm thời của lính tư nhân nước ngoài ở Kharkov. Có thông tin hơn 60 lính tư nhân thiệt mạng. Sau đó, Đại sứ quán Pháp tại Moscow Pierre Levy cũng đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Mặc dù có nhiều bằng chứng về sự hiện diện của lính tư nhân Pháp trong lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng Bộ Ngoại giao Pháp vẫn cố gắng chối bỏ sự hiện diện của người Pháp trong các đơn vị Ukraine, gọi thông tin hàng chục lính tư nhân Pháp bị tiêu diệt ở Kharkov là sự đầu cơ thô thiển của người Nga. Trước đó vào tháng 4, quân đội Nga cũng đã được cho là đang xây dựng một căn cứ không quân mới ở vùng Belgorod gần biên giới với Ukraine. Tờ min.in.ua dẫn nguồn tin từ chuyên gia phân tích quân sự Red Intel Panda của OSINT cho biết, căn cứ không quân bí mật đang được hình thành gần thị trấn Alexeyevka nằm cách biên giới Ukraine khoảng 70 km. Nhà nghiên cứu đã công bố các hình ảnh vệ tinh liên quan ghi lại các giai đoạn xây dựng của căn cứ. Chuyên gia này cho biết công việc chuẩn bị xây dựng đã bắt đầu vào năm ngoái với việc xây dựng đường băng vào tháng 7 năm 2023. Trong những tháng tiếp theo, trước khi bước vào mùa đông, việc quy hoạch đường băng gần như đã hoàn thành. Vào khoảng đầu tháng 4 năm nay, sau khi băng tan, công việc xây dựng căn cứ đã được nối lại. Theo các thông tin thu thập được, nhà phân tích quân sự của OSINT xác định thời điểm đó đường băng có chiều dài khoảng 1.800 mét, đủ để chứa nhiều loại máy bay khác nhau, bao gồm máy bay vận tải quân sự như An-26, máy bay tấn công mặt đất Su-25 cũng như máy bay trực thăng. Red Intel Panda cũng lưu ý rằng Alexejevka nằm trong khu vực cấm các chuyến bay dân sự qua lãnh thổ Nga, vì vậy ông suy đoán sân bay mới này được xây dựng cho mục đích quân sự vì không có báo cáo nào trên phương tiện truyền thông Nga về việc. Nga phát triển một sân bay dân sự mới ở vùng Belgorod. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Hãng thông tấn AFP đưa tin, hàng nghìn người đã tham gia vào cuộc biểu tình mới ở thủ đô Tbilisi của Georgia vừa qua, giữa lúc các nghị sĩ quốc hội nước này chuẩn bị thủ tục để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Georgia đối với luật đặc vụ nước ngoài. Đạo luật đặc vụ nước ngoài yêu cầu các cá nhân và tổ chức nhận trên 20% tài trợ nước ngoài phải đăng ký là các tổ chức đại diện cho lợi ích của nước ngoài, đồng thời chịu sự giám sát của Bộ Tư pháp Georgia và có thể bị buộc phải chia sẻ thông tin nhạy cảm hoặc phải đối mặt với những khoản phạt lớn. Những người phản đối dự luật mới đã so sánh nó với một đạo luật tương tự có hiệu lực tại Nga từ năm 2012. Họ gọi đó là luật Nga, đồng thời chỉ trích đảng giấc mơ đang muốn thông qua phương thức này để xích lại gần Moscow, phá hủy nỗ lực đưa Georgia gia nhập Liên minh châu Âu, EU. Theo tờ Politico, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo các chính trị gia và quan chức Georgia chịu trách nhiệm thúc đẩy luật đặc vụ nước ngoài sẽ phải đối mặt với lệnh hạn chế thị thực. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh các hành động của Georgia trong tương lai sẽ quyết định bước đi tiếp theo của Washington. Phản ứng trước động thái của Mỹ, Đảng Giấc mơ Georgia cáo buộc Washington theo đuổi chính sách đe dọa, đồng thời gọi lệnh hạn chế thị thực mà chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa áp đặt là một tối hậu thư tờ EA Daily của Nga dẫn lời thượng nghị sĩ Nga Grigory Karasin tin rằng áp lực của phương Tây lên chính quyền Georgia sau khi nước này thông qua luật đặc vụ nước ngoài là một cuộc tấn công khát vào vị thế của Nga. Ông Karasin nói, tôi đồng tình với Thủ tướng Georgia và tuyên bố của ông ấy rằng một số người muốn thông qua Georgia để lập mặt trận thứ hai chống Nga. Trước đó, Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhize lưu ý rằng nước này cần có luật đặc vụ nước ngoài để hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài và tránh lặp lại số phận của Ukraine. Ông Kobakhize nhấn mạnh, một số người muốn có tình trạng nước đục ở Georgia, chúng tôi không muốn vậy. Một số người muốn tổ chức Maidan, chúng tôi không muốn Maidan. Một số người muốn lập mặt trận thứ hai chống Nga, chúng tôi không mong muốn điều đó. Theo tờ Rossiyskaya Gazeta RG.RU, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có phát ngôn liên quan tới tình hình Georgia trong cuộc họp báo tại Minsk với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko Ông Putin gọi những lời đe dọa của ủy viên châu Âu và Vahele đối với thủ tướng Georgia Kobakhidze là một trận bão chính trị. Ông Putin nói: thật đáng tiếc, sự thiếu trách nhiệm của các quan chức cấp trung, đặc biệt là trong lĩnh vực này, đang tăng lên. Chúng tôi phải thường xuyên tự mình đối mặt với điều này. Đồng thời nhấn mạnh, EU có rất nhiều ủy viên, họ thường xuyên thay đổi và phát ngôn những điều vô nghĩa. Trong khi đó, phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc, Dmitry Polyansky, bày tỏ hy vọng. Georgia sẽ sáng suốt để không ngã mình theo Mỹ như Ukraine đã làm. Được biết, Georgia là quốc gia từng thuộc Liên Xô tại khu vực Caucasus, giáp với Nga ở phía Bắc. Quan hệ nga Georgia luôn căng thẳng kể từ khi xung đột quân sự nổ ra vào tháng 8 năm 2008, khi Georgia tấn công hai vùng ly khai, Abkhazia và Nam Ossetia. Nga mở kế hoạch can thiệp quân sự vào Georgia từ ngày 8 tháng 8 năm 2008 và kết thúc sau 5 ngày giao tranh. Georgia chịu thiệt hại nặng về lực lượng và cơ sở ở tầng quốc phòng. Nga công nhận nền độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia, song hầu hết cộng đồng quốc tế không coi là hợp pháp. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa từ Wyoming, John Barrasso mới đây đã tuyên bố trong phiên điều trần ở Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ rằng Washington đang mất dần vị thế ở châu Phi, trong khi Nga đang kiểm soát các căn cứ quân sự được xây dựng bằng tiền nóng thuế của Mỹ – theo vị thượng nghị sĩ chính quyền washington tuyên bố rút quân khỏi afghanistan để lại vũ khí đạn dược và thiết bị và cuối cùng những vũ khí này đã được trang bị cho taliban lực lượng phiến quân mà trước đây mỹ đã liệt vào danh sách khủng bố giờ đây nhà trắng đã tuyên bố rút quân khỏi cộng hòa niger trong khi những nỗ lực của bộ ngoại giao nhằm hàn gắn quan hệ và tiến hành ngoại giao ở quốc gia tây phi này đã thất bại vị chính trị gia này nhấn mạnh chính quyền cộng hòa niger đang yêu cầu binh sĩ của mỹ rời khỏi đất nước họ Lầu Năm Góc đang rút quân khỏi hai căn cứ không quân nơi những máy bay Mỹ đã thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố quan trọng trong nhiều thập kỷ, báo cáo phương tiện truyền thông cho biết, hiện nay quân đội Nga đã đóng quân tại các căn cứ không quân trước đây là đại bản doanh của binh sĩ Mỹ. Ông John Barrasso chỉ ra rằng Lầu Năm Góc đã chi rất nhiều tiền thuế của người Mỹ để xây dựng các căn cứ này và huấn luyện quân đội ở đó, và giờ đây, các căn cứ của Mỹ do người đóng thuế tài trợ sẽ rơi vào tay Nga. Moscow không tốn một đồng nào mà nghiêm nhiên có cơ ngơi hoành tráng cho binh sĩ. Vị thượng nghị sĩ nói thêm rằng nhóm lính tư nhân Wagner, giờ đây là quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đã hỗ trợ vào huấn luyện quân sự ở Burkina Faso và Mali. Ông Barrasso nói thêm rằng Nga đang đốt tiền của công dân Mỹ ở Ukraine, phá hủy vũ khí và thiết bị được cung cấp. Theo giới chuyên gia, những lời nói của vị chính khách này phản ánh một thực tế là Mỹ đã mất ảnh hưởng ở châu Phi và giờ đây Nga mới đang là nước có khả năng chi phối đến chính sách của các nước lục địa đen. Nối tiếp Cộng hòa Niger, Mỹ cũng đang đứng trước nguy cơ mất đi sự hiện diện quân sự ở Cộng hòa Chad tại Trung Phi. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Pat Ryder vừa qua cho biết, Bộ Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Châu Phi, USA Freecom, lên kế hoạch di rời một số đơn vị khỏi Chad. Một phần trong số này đã có lịch rời đi từ trước. Quân đội Mỹ duy trì khoảng 100 binh sĩ đồn trú tại Chad nhằm phục vụ chiến lược đối phó các nhóm vũ trang cực đoan ở Châu Phi ông Ryder nói thêm đây là bước đi tạm thời nằm trong quá trình đánh giá hợp tác an ninh song phương hoạt động phối hợp sẽ được nối lại sau cuộc bầu cử tổng thống chat phát ngôn viên chính phủ chat abderrahman kolamala nói rằng sự hiện diện của binh sĩ mỹ ở nước này bắt nguồn từ cam kết chung nhằm chống chủ nghĩa khủng bố nhưng cho biết đã xuất hiện những lo ngại từ bộ tổng tham mưu quân đội chat về lực lượng đồn trú của washington ông kolamala cho hay chính phủ mỹ quyết định tạm thời rút binh sĩ khỏi chat nhằm thể hiện ghi nhận mối lo ngại này cần nhấn mạnh rằng động thái này không thể hiện cắt đứt hợp tác giữa hai nước trong cuộc giao tranh chống phần tử nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiến hành những cuộc thảo luận về khả năng binh sĩ Mỹ trở lại chat theo thỏa thuận song phương cụ thể trong tương lai. Những hình ảnh mới do không quân Mỹ công bố cho thấy máy bay ném bom hạt nhân tàng hình tối mật trị giá 745 triệu đô la của Mỹ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên B-21 Rider ra mắt công chúng vào tháng 12 năm 2022, nhưng chính phủ Mỹ cho đến nay vẫn kín tiếng về loại máy bay tiên tiến có khả năng tránh radar này. Việc bay thử là bước quan trọng trước khi Mỹ phê duyệt để sản xuất đơn đặt hàng tối thiểu 100 chiếc B-21 Rider. B-21 Rider được mô tả là máy bay ném bom năng lực kép, có thể thả cả bom thông thường và hạt nhân. Tháng năm này, trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Andrew Hunter, trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ về mua sắm công nghệ và hậu cần, khẳng định rằng chương trình bay thử nghiệm của B-21 hiện đang diễn ra đúng tiến độ. Ông Hunter chia sẻ rằng đây là chiếc máy bay đầu tiên được số hóa nhiều hơn, góp phần đáp ứng các yêu cầu của chương trình. B-21 là máy bay ném bom tấn công tàng hình tầm xa, có khả năng sống sót cao. Tờ Daily Mail của Anh đưa tin chiếc B-21 được kỳ vọng sẽ dần thay thế máy bay ném bom B-1 và B-2, đồng thời đóng vai trò chính, hỗ trợ các mục tiêu an ninh quốc gia, cũng như hỗ trợ đồng minh và đối tác của Mỹ trên toàn cầu. Hệ thống vũ khí B-21 được sản xuất theo hợp đồng của Không quân Mỹ với tập đoàn Northrop Grumman. Không quân Mỹ tiết lộ, máy bay dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào giữa thập niên 2020 với mục tiêu sản xuất tối thiểu 100 chiếc. B-21 Raider là máy bay ném bom có khả năng hạt nhân, có 6 máy bay thử nghiệm đang được sản xuất bởi Northrop Grumman và mỗi chiếc dự kiến có giá 750 triệu đô la Mỹ. B-21 Raider được quảng cáo là gần như vô hình trước tất cả các radar của đối phương và sẽ được trang bị những tính năng mới nhất trong công nghệ quân sự. B21 Rider có trọng lượng khoảng 13.607 kg với sải cánh 52,4 m và có thể đạt tốc độ tối đa 999,4 km một giờ. Không quân Mỹ ước tính rằng chương trình B21 có thể sẽ tiêu tốn 203 tỷ đô la Mỹ trong 30 năm để phát triển, mua và bảo trì phi đội. Đối với nhiều quốc gia, việc phát triển vũ khí mới hiệu quả và tiết kiệm chi phí là một trong những ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng. Do đó, không chỉ Mỹ, gần đây quân đội Anh đã ra mắt vũ khí laser mới, giá chỉ 13 đô la Mỹ mỗi lần bắn, kèm quảng cáo rằng nó có thể loại bỏ tên lửa hoặc chiến đấu cơ trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Bộ Quốc phòng Anh đã công bố đoạn video về cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí laser năng lượng định hướng LDEV có tên là Dragonfire. Video được ghi hình trong cuộc thử nghiệm thành công Dragonfire tấn công mục tiêu trên không diễn ra hồi tháng 1 tại Scotland. Kênh CNN của Mỹ đã đưa tin Vũ khí laser này có tiềm năng giúp quân đội Anh tiết kiệm hàng chục triệu đô la Mỹ so với các hệ thống đánh chặn tên lửa đang đảm nhận nhiệm vụ phòng không tương tự. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Dragonfire có thể tấn công chính xác các mục tiêu nhỏ như đồng xu ở tầm xa. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra thông tin cụ thể về khoảng cách. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grand Sharp vào tháng 1 sau vụ thử nghiệm Dragonfire đã đánh giá loại vũ khí tiên tiến này có khả năng cách mạng hóa không gian chiến đấu bằng cách giảm phụ thuộc vào đạn dược đắt đỏ. Ngoài ra, bộ quốc phòng anh cho biết chùm tia laser có thể xuyên qua kim loại dẫn đến hư hỏng cấu trúc hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hơn nếu nhắm mục tiêu vào đầu đạn tên lửa cơ quan này khẳng định có thể loại bỏ các mục tiêu với chi phí chỉ bằng một phần rất nhỏ so với tên lửa phòng không trước đó bộ quốc phòng anh đã kết luận vũ khí này có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế chi phí thấp và lâu dài cho một số nhiệm vụ nhất định mà tên lửa đang đảm nhiệm Người đứng đầu tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos, ông Yuri Borisov cho biết, nước này đưa ra đề xuất về hệ thống giám sát không gian toàn cầu, ý tưởng được nhắc đến trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, tập hợp những người đứng đầu cơ quan vũ trụ của các quốc gia nhóm BRICS là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Ông Ju Borisov chia sẻ, Nga đề xuất tạo ra một hệ thống giám sát không gian toàn cầu nhằm xác định các mối đe dọa từ cả vật thể tự nhiên và nhân tạo ngoài không gian như các mảnh vụn, tiểu hành tinh và các quốc gia rất quan tâm đến đề xuất. Ông Borisov cũng cho biết rằng nếu có thể xây dựng được hệ thống giám sát này, phạm vi sẽ không chỉ giới hạn ở các quốc gia BRICS, vì đây là công việc đòi hỏi nỗ lực chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ông nhấn mạnh, Nga chỉ có thể xây dựng một hệ thống như vậy như một hệ thống toàn cầu, vì sẽ cần có rất nhiều cảm biến trên mặt đất cũng như các thiết bị ngoài không gian để đảm bảo thông tin chính xác trong trường hợp cần ra quyết định về nguy cơ chạm chán với bất kỳ vật thể nguy hiểm nào. Hệ thống dự kiến bao gồm một môi trường thông tin chung, trong đó các bên tham gia sẽ đóng góp dữ liệu từ các cơ sở quốc gia, nhận lại quyền truy cập vào dữ liệu tổng hợp từ toàn bộ dự án. Quan chức Nga cũng khẳng định sự kiện hội nghị là một cột mốc quan trọng đối với nhóm BRICS trong lĩnh vực hợp tác không gian. Các quốc gia thành viên BRICS dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung về vấn đề này trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào tháng 9, tái khẳng định cam kết của nhóm trong việc khám phá không gian một cách hòa bình và phản đối việc quân sự hóa trên môi trường này. Ông Borisov nói thêm, hầu hết tất cả các bên tham gia diễn đàn của chúng tôi đều đã xác nhận đưa ra cam kết như vậy. Hồi đầu tháng 2, Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga Roscosmos tiết lộ dự định phóng hơn 40 tên lửa vũ trụ vào năm 2024, lần đầu tiên sau 30 năm. Trước đó, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới, xây dựng được hệ thống không gian giám sát khu vực Bắc Cực sau khi một ủy ban nhà nước chấp thuận đưa vệ tinh Arctica-M thứ hai vào hoạt động. Dẫn một tuyên bố của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, đài Sputnik đưa tin trong một thành tựu công nghệ mang tính đột phá, Nga đã công bố phát triển một hệ thống khí tượng thủy văn trên không gian cho phép quan sát liên tục khu vực Bắc Cực. Vào cuối năm 2023, theo hãng tin TASS, vệ tinh khí tượng Arctic M thứ hai của Nga được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa Soyuz 2.1B đã được đưa lên quỹ đạo chỉ định thành công với hệ thống đẩy Fregat tên lửa Soyuz 2.1B mang vệ tinh Arctica M thứ hai được phóng lúc 12 giờ 18 phút trưa ngày 16 tháng 12 năm 2023 theo giờ Moscow. Khoảng 9 phút sau khi phóng, hệ thống đẩy frigate ở tầng trên đã cùng với vệ tinh tách khỏi tầng thứ ba của tên lửa. Vệ tinh khí tượng là một loại vệ tinh nhân tạo được dùng chủ yếu để theo dõi thời tiết và khí hậu trên trái đất. Các vệ tinh khí tượng không chỉ quan sát được mây mà còn có thể quan sát được ánh sáng, các vụ cháy, sự ô nhiễm không khí, cực quang, và bão cát, vùng bị tuyết bao phủ, băng, hải lưu. Hệ thống giám sát không gian về khí hậu và khí tượng thủy văn của vệ tinh Arctica được thiết kế để giám sát khí hậu và môi trường tại khu vực Bắc Cực. Hệ thống này sẽ cần ít nhất là hai vệ tinh để vận hành hiệu quả. Theo Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Tổng Tư lệnh quân đội Thụy Điển Mikael Biden vừa đưa ra lời cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nhắm mục tiêu vào một hòn đảo chiến lược của Thụy Điển, nơi có khả năng làm chủ biển Baltic tờ Politico dẫn lời phỏng vấn của ông Biden với phương tiện truyền thông AND của Đức. Tôi chắc chắn ông Putin thậm chí còn để mắt đến Gotland. Mục tiêu của ông Putin là giành quyền kiểm soát biển Baltic. Theo ông Biden, nếu nắm quyền kiểm soát hòn đảo này, Nga có thể đe dọa các nước NATO từ biển. Bộ trưởng Biden nói, nếu Nga nắm quyền kiểm soát và phong tỏa biển Baltic, điều đó sẽ có tác động to lớn đến cuộc sống của chúng tôi ở Thụy Điển và tất cả các quốc gia khác giáp biển Baltic. Chúng tôi không thể cho phép điều đó. Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, Thụy Điển đã đảo ngược chính sách 200 năm trung lập quân sự, chính thức gia nhập NATO. Chính phủ Thụy Điển đã phân bổ 160 triệu đô la Mỹ nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự của hòn đảo. Và cuối năm ngoái, Thụy Điển đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Mỹ cho phép Washington tiếp cận một số căn cứ quân sự, bao gồm cả Gotland, một động thái cho phép Stockholm hành động nhanh chóng trước mọi mối đe dọa trong khu vực. Bộ trưởng Biden nói với IND, có những lúc chúng tôi giảm sự hiện diện quân sự ở Gotland đến mức chỉ còn một lực lượng phòng vệ địa phương tình nguyện ở đó. Khoảng thời gian yên bình đó đã qua rồi. Cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi tình hình chính trị ở châu Âu và chúng tôi phải tái vũ trang ồ ạt cho Gotland. Đầu tháng này, chính phủ Thụy Điển tuyên bố sẵn sàng cho phép bố trí vũ khí hạt nhân trong thời chiến trên lãnh thổ của mình. Bất chấp những chỉ trích cùng lời kêu gọi thành viên mới của NATO cấm triển khai chúng, Thủ tướng Úc Christensen khẳng định trong tuyên bố, chúng tôi sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên đất Thụy Điển trong thời chiến Quốc hội Thụy Điển chuẩn bị bỏ phiếu về thỏa thuận hợp tác quốc phòng DCA với Mỹ vào tháng 6. Theo đó sẽ cho phép Washington tiếp cận các căn cứ quân sự ở Thụy Điển và cho phép lưu trữ các thiết bị và vũ khí quân sự ở quốc gia Scandinavia này. Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg ngày 25 tháng 5 cho biết, ông không hoan nghênh ý tưởng về một quân đội duy nhất của Liên minh châu Âu EU vì đó là sự sao chép của liên minh này. Trong một tuyên bố ngày 25 tháng 5, Tổng thư ký NATO Stoltenberg hoan nghênh những nỗ lực của EU về quốc phòng khi khối này tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng khẳng định EU không thể thay thế NATO. Đồng thời cho biết, EU chỉ chiếm 20% tổng chi tiêu của NATO. Theo ông Stoltenberg, nếu các quốc gia thành viên NATO thiết lập các cấu trúc chỉ huy thay thế, những nước này rất có thể sẽ sao chép lại các chức năng của NATO. Cùng quan điểm với ông Stoltenberg, hồi cuối tháng 3, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Joseph Borrell cũng đã tuyên bố việc 27 quốc gia thành viên EU giải tán quân đội của mình để thành lập một quân đội chung là điều không thực tế. Trước đó hồi tháng 3, Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra một đề xuất lập pháp về một chiến lược công nghiệp quốc phòng EU. Chiến lược công nghiệp quốc phòng mới của châu Âu nhằm mục đích tăng cường sự sẵn sàng của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu thông qua hợp tác đầu tư, nghiên cứu, phát triển, sản xuất, mua sắm và sở hữu dựa trên EU. Nhìn chung, EC muốn các quốc gia thành viên cùng nhau mua vũ khí và mua chúng ở châu Âu. Hơn 3 phần tư số thương vụ mua sắm quốc phòng của các quốc gia thành viên EU từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến tháng 6 năm 2023 được thực hiện từ bên ngoài EU, trong đó riêng Mỹ chiếm 63%. Chiến lược này xác định đến năm 2030, ít nhất 50% ngân sách mua sắm của các quốc gia thành viên, khoảng 60% vào năm 2035, sẽ được chuyển cho các nhà cung cấp có trụ sở tại EU và ít nhất 40% thiết bị quốc phòng sẽ được mua sắm theo phương thức hợp tác. Cụ thể, EC muốn các quốc gia thành viên xác định các dự án quốc phòng châu Âu có lợi ích chung và nỗ lực sản xuất chúng ở châu Âu. Những dự án này có thể lấp đầy những khoảng trống về năng lực trong hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của châu Âu, nhận thức về miền không gian, phòng thủ mạng hoặc an ninh hàng hải. Để đạt được mục tiêu đó, EC đề xuất một cơ chế bán hàng quân sự mới táo bạo của châu Âu, lấy cảm hứng từ mô hình bán thiết bị quân sự ra nước ngoài của Mỹ. Trong đó Washington ký hợp đồng trực tiếp với các chính phủ khác. EC muốn hỗ trợ tài chính cho việc xây dựng kho dự trữ các thiết bị quốc phòng quan trọng, duy trì một danh mục tổng quan tập trung về các thiết bị quốc phòng do EU sản xuất và thay đổi các quy định mua sắm để giúp các nước tham gia giao dịch dễ dàng hơn. Tất cả các biện pháp này đều nhằm mục đích khuyến khích các chính phủ châu Âu hợp tác và ngăn họ mua vũ khí bên ngoài EU. Hiện nay, các chính phủ châu Âu mua thiết bị có sẵn từ Mỹ vì điều này được coi là nhanh hơn và dễ dự đoán hơn so với việc dựa vào hợp tác quốc phòng của châu Âu và là cách tốt nhất để đảm bảo lợi ích của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, ông Alexander mươi 71 tuổi, người gốc Hồng Kông đã nhập tịch Mỹ, thừa nhận đã cung cấp một khối lượng lớn thông tin quốc phòng mật của Mỹ cho chính quyền Trung Quốc vào năm 2001. Ông Ma làm việc cho CIA từ năm 1982 đến năm 1989. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, Cuộc gặp của ông Ma với các đại diện của cục an ninh nhà nước Thượng Hải do một cựu nhân viên CIA khác đề ra. Cựu nhân viên CIA đó là người thân của ông Ma, sinh ra ở Thượng Hải và cũng đã nhập tịch Mỹ, được xác định trong thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ là đồng phạm số 1. Cũng theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, vào cuối ngày thứ ba của cuộc gặp tại một khách sạn ở Hồng Kông, các quan chức tình báo Trung Quốc đã cung cấp cho đồng phạm số 1 khoản tiền mặt 50.000 đô la Mỹ. Ông Ma và đồng phạm số 1 lúc đó cũng đồng ý tiếp tục hỗ trợ giới tình báo Trung Quốc. Theo thỏa thuận nhận tội, vào tháng 3 năm 2003, khi đang sống ở bang Hawaii của Mỹ, ông Ma đã nộp đơn xin việc làm nhà ngôn ngữ học hợp đồng tại Văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ở Honolulu thuộc bang Hawaii. Đây được coi là cuộc chiến để tìm hiểu bí mật quân sự giữa hai cường quốc. Trước đó, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết một công dân Trung Quốc làm việc trong lĩnh vực quốc phòng ở nước này đã bị cáo buộc tội gián điệp cho Mỹ. Theo đó, vụ việc của người này đã được chuyển đến tòa án tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên thụ lý. Đây là vụ việc mới nhất cho thấy cam kết cao độ của Bắc Kinh đối với an ninh quốc gia, mở rộng luật chống gián điệp và trấn áp tham nhũng trong nước, theo như hãng tin Reuters nhận định. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, vào năm 2013, người đàn ông họ Hầu làm việc tại một cơ sở quốc phòng tối mật tại Trung Quốc đã được cử đi làm giáo sư thỉnh giảng tại Mỹ. Tại đây, người này bị ép buộc tiết lộ bí mật quốc gia của Trung Quốc. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã đăng tải thông cáo liên quan đến vụ việc trên trang WeChat của bộ, cho rằng hành vi gián điệp đồng nghĩa với hành động lừa dối, tham vọng và âm mưu. Theo Đài CCTV, một giáo sư Mỹ thân cận với ông Hầu đã giới thiệu ông này với một người tự nhận là nhân viên của một công ty tư vấn. Tuy nhiên, người này thật ra là một quan chức tình báo Mỹ sử dụng danh nghĩa công ty trên làm vỏ bọc. Trong những tháng tiếp theo, ông Hầu và người này trở nên thân thiết. Quan chức tình báo này đề nghị ông Hầu trở thành chuyên gia tư vấn tại công ty và hứa hẹn sẽ trả từ 600 đến 700 đô la Mỹ cho mỗi lần. Vài tháng sau, ông Hâu đồng ý với các điều khoản vì lo sợ cho sự an toàn của vợ con. Theo thỏa thuận, với nhiều lần gặp mặt, ông Hâu được yêu cầu tiết lộ các thông tin vào loại tuyệt mật trong các phiên kéo dài nhiều giờ và đổi lại sẽ nhận được 1.000 đô la Mỹ như tiền công. Quan hệ hợp tác này tiếp tục sau khi ông Hâu trở về Trung Quốc. Theo đó, ông Hâu sẽ gặp tình báo Mỹ trong khi tham dự các hội thảo ở nước ngoài. Ông Hâu cũng đã tự cung cấp các thông tin tình báo trong lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp quân sự. Sau các cuộc điều tra từ chính phủ Trung Quốc, ông Hầu bị tạm giam với cáo buộc nghi ngờ hoạt động gián điệp. Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt giữ và tạm giam nhiều người Trung Quốc cũng như nhiều cá nhân nước ngoài vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, dấy lên lo ngại cho hoạt động phản gián của phía Mỹ. Hãng tin NBC News dẫn lời 6 quan chức cấp cao của Mỹ ngày 24 tháng 5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lo ngại về khả năng Nga hỗ trợ Triều Tiên tăng cường năng lực quân sự. Qua đó, sẽ có những động thái gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngay trước thềm cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump. Theo giới chức Mỹ, lo ngại này càng có cơ sở khi Tổng thống Nga Putin dự kiến có chuyến công du tới Triều Tiên trong vài tuần tới. Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng, Tổng thống Nga nhiều khả năng sẽ cung cấp cho Triều Tiên công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ cung cấp lượng lớn số vũ khí đạn dược giúp Nga chiếm ưu thế trên chiến trường trong xung đột với Ukraine. Một quan chức tình báo Mỹ cho biết, Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Triều Tiên có những động thái gây hấn trong năm nay. Vấn đề chỉ là mức độ gia tăng lần này sẽ như thế nào. NBC cho biết, động thái như vậy có thể được coi là một bất ngờ tháng 10, nghĩa là một hành động gây sốc ngay trước cuộc bầu cử nhằm thao túng cử tri. Về lý thuyết, bằng cách gây ra tình trạng hỗn loạn gia tăng ở một nơi khác trên thế giới, có thể khiến người Mỹ có xu hướng bỏ phiếu cho sự thay đổi về người lãnh đạo trong chính phủ của họ. Có một số bang được gọi là bang xoay vòng, khi ý kiến của cử tri có thể đảo ngược bởi những vấn đề thế giới ở thời điểm sát sao. Những bang này có thể sẽ quyết định đến kết quả cuộc bầu cử ở Phú Chót. Các quan chức của ông Biden cho rằng, các sự kiện địa chính trị như các cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas sẽ tiếp tục diễn ra gai gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của đương kim tổng thống Joe Biden. Nếu tiếp tục có một cuộc khiêu khích, ví dụ sự hợp tác của Nga Triều Tiên sẽ là một lợi thế dành cho ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ông Donald Trump được cho là ứng viên Đảng Cộng hòa đã đẩy mạnh chiến dịch tranh cử ở một số bang và thu được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đương kim tổng thống Mỹ. Tại đó, ông Trump lập luận rằng khả năng lãnh đạo yếu kém của ông Biden đã dẫn đến những xung đột bắt đầu. Đảng Dân chủ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 nhưng cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller cho thấy không có sự thông đồng nào xảy ra giữa Moscow và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Truyền thông Mỹ đưa tin, Nga đã can thiệp vào cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Moscow không can thiệp vào các cuộc bầu cử Mỹ trước đây và cũng sẽ không làm như vậy trong năm nay. Ngày 24 tháng 5, Hội đồng tị nạn Na Uy ý... NRC cảnh báo 2.000 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Rafah phía Ai Cập giữa lúc người Palestine ở giải Gaza đang thiếu thốn các hàng hóa thiết yếu. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu các hoạt động của NRC tại Gaza, bà Suze Van Meghen nhấn mạnh, hiện nay thành phố Rafah bao gồm ba thế giới hoàn toàn khác biệt, với phía đông là khu vực chiến sự, vùng giữa thành phố là một thị trấn ma và phía tây là nơi tập trung đông đúc người dân sống trong điều kiện tồi tàn. Bà Meghen cho biết, các vật tư y tế lều bạt, thùng nước và thực phẩm đang mắc kẹt ở biên giới. Một số người Palestine ở Gaza đã phải di tản tới 9 lần kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự vào hồi tháng 10 năm 2023. Bà Megan nói thêm, người dân Gaza không có lựa chọn nào khác ngoài cái gọi là khu vực nhân đạo an toàn do quân đội Israel chỉ định. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu-EU tiết lộ các cuộc đàm phán về việc triển khai phái bộ của EU tại cửa khẩu Rafah ở Gaza đang ở giai đoạn sơ bộ và việc triển khai sẽ không diễn ra nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas chưa chấm dứt. Ngoại trưởng các nước EU sẽ tổ chức cuộc họp hàng tháng tại Brussels Bỉ vào ngày 27 tháng 5 và thảo luận về cách cải thiện hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Một quan chức cấp cao giấu tên cho biết Hiện tại, mọi việc vẫn chỉ đang ở giai đoạn sơ bộ và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell có thể được 27 thành viên ủy quyền vào ngày 27 tháng 5 tới để đưa ra kết luận cho vấn đề này. Hai nhà ngoại giao khác cho biết Mỹ đã đề nghị EU khôi phục phái bộ của EU hỗ trợ ở biên giới, gọi tắt là EUBAM tại Rafah, cơ quan đã ngừng hoạt động kể từ năm 2007 khi phong trào Hồi giáo Hamas giành toàn quyền kiểm soát Gaza. Rafah, cửa khẩu chính để đưa hàng hóa viện trợ từ Ai Cập vào Gaza, đã bị đóng cửa kể từ khi lực lượng Israel nắm quyền kiểm soát khu vực cửa khẩu bên phía Gaza gần 3 tuần trước. Theo các nhà ngoại giao, việc triển khai một phái bộ như vậy chỉ có thể được tiến hành nếu Ai Cập và Israel cũng ủng hộ. Mới đây, theo hãng tin Reuters, Tòa công lý quốc tế ICJ ra phán quyết cho đơn kiện bổ sung do Nam Phi gửi ngày 11 tháng 5, yêu cầu ICJ khẩn trương đưa ra các biện pháp buộc Israel phải ngừng mọi hành động quân sự trong chiến dịch truy quét nhóm Hamas tại thành phố Rafah, miền nam Gaza. Theo phán quyết của ICJ, Israel phải dừng mọi hành động tấn công tại Rafah, ngừng thực hiện những hành vi ảnh hưởng đời sống người dân Palestine. Ngoài ra, Israel phải mở cửa khẩu Rafah để dân thường có thể tiếp cận viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho các nhà báo, điều tra viên tiếp cận giải Gaza. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phán quyết của ICJ chỉ khiến Israel chịu thêm áp lực pháp lý và sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế chứ không dễ buộc nước này thực thi. Thẩm phán Nawaf Salam, Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế nhấn mạnh, đây là việc phù hợp với các nghĩa vụ theo Công ước Liên Hợp Quốc và sẽ đến điều kiện sống ngày một tồi tệ mà thường dân ở Rafah phải đối mặt. Israel phải ngay lập tức dừng cuộc tấn công quân sự và bất kỳ hành động nào khác ở Rafah khiến người Palestine rơi vào thảm họa có thể dẫn đến sự hủy diệt một phần hoặc toàn bộ. Phán quyết đánh dấu một sự thay đổi lập trường lớn của Tòa án Liên Hợp Quốc đối với cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas những phán quyết trước đó của Tòa án Công lý Liên Hợp Quốc mới chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Israel thực hiện các biện pháp để cải thiện tình hình nhân đạo, cũng như ngăn chặn những thiệt hại về nhân mạng, sự tàn phá và bất kỳ hành động diệt chủng nào ở Gaza. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc, Riyada Mansour, ngay lập tức hoan nghênh phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhấn mạnh Chúng tôi rất hoan nghênh tất cả các quyết định của ICJ yêu cầu Israel dừng các hành động quân sự ở Rafah. Chúng tôi cũng muốn nói rằng ICJ có nhiều quyết định phòng ngừa hơn như kêu gọi ngừng bắn, tạm dừng các hoạt động quân sự, cùng với đó là hối thúc mở cửa khẩu biên giới Rafah để cho phép viện trợ đến Gaza và ngăn chặn việc di rời bắt buộc đối với hàng trăm nghìn người. Chúng tôi hoàn ngành tất cả những quyết định này và kêu gọi Israel tuân thủ chúng. Bộ Ngoại giao Ai Cập thì cho rằng phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế phù hợp với tình hình hiện nay ở Gaza. Trước đó, Ai Cập đã cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng do các hoạt động quân sự của Israel ở Rafah gây ra đồng thời nhấn mạnh các hoạt động đó đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với hơn 1,4 triệu người Palestine ở thành phố Rafah. Tuy nhiên, phán quyết không kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn trên khắp Gaza như yêu cầu của Nam Phi. Theo Bộ Ngoại giao Nam Phi, nước này vui mừng vì Tòa án Công lý Quốc tế đã xem xét rất nghiêm túc các vấn đề. Song điều quan trọng là một quyết định khẩn cấp của tòa án để tạm dừng cuộc tấn công dữ dội nhằm vào dân thường Palestine. Hiện nay, áp lực quốc tế đối với Israel ngày một tăng đặc biệt sau khi nước này chuyển trọng tâm sang Rafah. Trước đó, ngay trong tuần này, ba quốc gia châu Âu gồm Na Uy, Ireland và Tây Ban Nha tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine. Trong khi đó, công tố viên của tòa án hình sự quốc tế đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo Israel cùng với các quan chức Hamas. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua cho biết, nhà lãnh đạo Israel sẽ tham vấn các bộ trưởng cấp cao về phán quyết của tòa án công lý quốc tế. Nước này đồng thời cho rằng các cáo buộc diệt chủng do Nam Phi đưa ra chống lại Israel là sai sự thật, bởi quân đội nước này đã không và sẽ không nhằm vào dân thường. Theo Liên Hợp Quốc, dòng viện trợ cho vùng lãnh thổ Palestine đã sụt giảm kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công hạn chế trên bộ ở Rafa từ ngày 7 tháng 5. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine, Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Gần đây, lính rủ Nga đã chọc thủng thành công tuyến phòng thủ đầu tiên của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, trên đường tiếp cận Chashovya, dẫn đến những thay đổi đáng kể trên chiến tuyến. Sau khi tiếp cận kênh Sevesky Donetsk, Donbass, lực lượng Ukraine bắt đầu phản ứng khẩn cấp trước bất kỳ động thái nào của Nga khi bố trí lực lượng cơ giới mạnh đáng kể dọc theo kênh đào, bao gồm vài chục xe bọc thép và xe tăng. Chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka cho biết, Nga tiến chiếm hàng loạt vị trí quan trọng, mở rộng đáng kể vùng kiểm soát. Đây là ngày thứ 8 của cuộc tấn công dữ dội vào thành phố. Không quân và pháo binh của Nga dồn dập dáng đòn hòa lực sấm xét. Ukraine cầm cự và thậm chí phản công có một trận phản công rất căng thẳng diễn ra với rất ít tiến bộ về mặt chiến thuật từ phía Nga. Mọi thứ cho thấy rằng, Bộ Chỉ huy Ukraine thực sự hy vọng rằng Nga không có đủ quân dự bị và về cơ bản họ đang chơi tất tay, hoặc chết chìm, hoặc sống sót. Hoặc họ nắm giữ tuyến phòng thủ xương sống của thành phố, đẩy lùi lực lượng Moscow ra khỏi kênh đào và ra khỏi tiểu khu Kanan. Hoặc Nga, sau khi đột phá đến tiểu khu Novi, chiếm giữ đường chính này và tiến vào trung tâm thành phố với những cơ hội tuyệt vời để giành được vị trí đó, kiểm soát nhanh chóng hơn nữa về mặt này và cường độ giao tranh không ngừng nói lên điều này. Mọi thứ ở đây giờ đây giống như một cuộc tấn công vào Adipka. Lúc đầu, mọi việc diễn ra rất khó khăn. Ukraine bám chặt từng mét vuông, rồi tan rã và sụp đổ liên hoàn. Trước đó, Naja Voloshin, phát ngôn viên nhóm tác chiến chiến lược Khotisya của quân đội Ukraine cho biết, đối phương đã bổ sung lực lượng trên nhiều hướng. Điển hình là nhóm quân với khoảng 20.000 đến 25.000 binh sĩ quanh khu vực Chashopja. Con số này tương đương lực lượng của một sư đoàn bộ binh được trang bị đầy đủ. Khashoggi nằm trong vùng công nghiệp Donbass, là nơi sản xuất sản phẩm bê tông cốt thép, khai thác và sản xuất sản phẩm từ đất sét chịu lửa. Địa hình cao hơn khu vực xung quanh khiến thành phố trở thành trung tâm hậu cần và căn cứ pháo binh tiền phương chủ lực của quân đội Ukraine. Kiev dường như đã triển khai ít nhất 5 lữ đoàn để bảo vệ thành phố. Loạt thành trì Ukraine đang giữ gần Khashoggi gồm Kramatorsk, Slavyansk, Druskovka và Kostiantynovka. Trong đó, Kramatorsk là đô thị lớn cuối cùng họ kiểm soát ở tỉnh Donetsk và Konstantinovka được ví như xương sống của phòng tuyến Ukraine. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 125 của Ukraine là nhiệm vụ dọc theo biên giới 43 km giữa Nga và tỉnh Kharkov. Họ sử dụng UAV trinh sát để theo dõi hàng ngày về hoạt động tập trung quân của Nga cho một cuộc tiến công tiềm tàng tại đây. Nhưng vào đúng buổi sáng xảy ra cuộc tấn công ngày 10 tháng 5 năm 2024, Lữ đoàn 125 mất sạch các thông tin video từ UAV do vấp phải màn gây nhiễu điện tử dày đặc của Nga Ukraine Pravda đưa tin tòa án Ukraine đã quyết định khởi tố vụ án chỉ huy lữ đoàn 125 bỏ vị trí ở vùng Kharkov. Theo SBI, chỉ huy lữ đoàn 125, lữ đoàn cơ giới 23, lữ đoàn súng trường độc lập 172, tiểu đoàn súng trường biệt động 415 và các đơn vị khác đã không tổ chức hợp lý việc phòng thủ các vị trí ở biên giới khu vực Kharkov và Liên bang Nga dẫn đến việc mất vị trí, trang thiết bị và nhân sự. Tòa án lưu ý rằng cần thiết phải truy tố các quan chức quân sự vì ngày 10 tháng 5 năm 2024, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Độc lập 125 lục quân Ukraine đã từ bỏ vị trí chiến đấu của mình trong các khu định cư Strelechia, Krasnoe, Borisovka, Pinoe, vùng Kharkov và Katische, vùng Chugoevsky, cũng như các khu định cư khác của vùng Kharkov dọc theo đường biên giới quốc gia với Liên bang Nga dẫn tới việc mất vị trí, nhân sự và thiết bị quân sự. Trong một diễn biến khác, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg thường không đưa ra các phát ngôn đi ngược lại chính sách của liên minh. Nhưng mới đây nhất, trong cuộc phỏng vấn với The Economist, ông bất ngờ kêu gọi các đồng minh NATO từng cung cấp vũ khí cho Ukraine chấm dứt lệnh cấm ép sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg nói, đã đến lúc các đồng minh cân nhắc xem liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine hay không, đặc biệt là hiện nay khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, gần với biên giới Nga, việc cấm Ukraine sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ. Các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Mỹ, từng nhiều lần khẳng định họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Mục đích của lệnh cấm là nhằm tránh bùng phát xung đột trực tiếp giữa Nga và phương Tây, điều mà Moscow từng nhiều lần cảnh báo. Cũng trong bài phỏng vấn, Tổng thư ký NATO đã chỉ trích các đồng minh châu Âu từng hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo cho Ukraine như sau. Chúng tôi chưa thấy họ hoàn thành lời hứa này. Ông Stoltenberg thừa nhận nguy cơ gia tăng căng thẳng, nói rằng thách thức lớn nhất là ngăn chặn cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO ở châu Âu. Nguồn tin an ninh Ukraine giấu tên cho biết gần đây số lượng đòn tập kích của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt đang gia tăng nhằm mục đích vô hiệu hóa các chuyến hàng quân sự và làm tê liệt hoạt động vận chuyển vũ khí của phương Tây ra tiền tuyến. Vừa qua, Nga đã tập kích bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái, phá hủy một đoàn tàu chở quân tiếp viện của Ukraine từ Nikolaev đến Kharkov. Trong cuộc tấn công này, Nga đã sử dụng thiết bị mồi nhử khiến hệ thống phòng không của Ukraine bị quá tải, từ đó giúp Moscow tập kích chính xác đoàn tàu tiếp viện của Ukraine. Vụ tấn công khiến tuyến đường sắt phải tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine mất cơ hội tiếp nhận các đoàn tàu chở thiết bị và lực lượng tiếp viện. Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu chở khoảng 1.200 quân nhân Ukraine cùng các trang thiết bị. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn nguồn tin quốc phòng nói rằng Nga đã tập kích chính xác một trung tâm đường sắt mà Ukraine dùng để tiếp viện cho mặt trận Kharkov. Cuộc tấn công khiến đoàn tàu chở xe tăng bị phá hủy. Ngoài ra, Moscow cũng tập kích một cơ sở được dùng làm nơi huấn luyện cho quân nhân Ukraine vận hành thiết bị không người lái giới chức Ukraine hiếm khi tiết lộ thông tin về những cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, hồi cuối tháng 4, một nguồn tin giấu tên trong tình báo nước này xác nhận rằng Moscow cũng đã đẩy mạnh tấn công hạ tầng đường sắt để gây gián đoạn nguồn cung vũ khí của Kiev. Các quan chức cấp tỉnh và hãng vận hành đường sắt Ukrazalinitsia xác nhận Nga đang tăng cường tấn công các nhà ga và đoàn tàu trên khắp Ukraine. Ngoài những khu vực tiền tuyến như tỉnh Donetsk và Kharkov, nhiều hạ tầng đường sắt ở các tỉnh miền trung như chikasi và dnipro cũng trở thành mục tiêu đường sắt ukraine đã đóng một vai trò quan trọng trong việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến vận chuyển mọi thứ từ ngũ cốc đến hỗ trợ nhân đạo trên khắp đất nước cũng như vận chuyển vũ khí của các nước phương tây cho kiev Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào mạng lưới năng lượng của Ukraine vào mùa xuân năm 2024, lợi dụng sự chậm chế trong viện trợ của phương Tây dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và phòng không. Theo ISVK, trong khi Ukraine chờ vũ khí mới đến, các lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công nhằm gây thiệt hại tối đa cho cơ sở hạ tầng và năng lượng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Theo hãng tin Reuters, trích dẫn ba nguồn tin giấu tên cho biết, Tổng thống Putin thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối tham gia đàm phán. Một nguồn tin cấp cao không tiết lộ tên, từng làm việc với Tổng thống Putin và hiểu rõ các cuộc họp tại Điện Kremlin tiết lộ rằng ông Putin có thể chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng ông Putin cũng sẵn sàng thông qua thỏa thuận ngừng bắn để đóng băng xung đột. Thông tin trên được hãng tin Reuters công bố sau cuộc trò chuyện cùng 5 nhân vật cấp cao từng hoặc đang làm việc với Tổng thống Putin về lĩnh vực kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, nguồn tin thứ năm không bình luận về việc liệu ông Putin có sẵn sàng ngừng chiến ở tiền tuyến vào thời điểm hiện tại hay không. Đáp lại thông tin về việc ngừng bán ở Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã nhiều lần thể hiện quan điểm rằng Nga sẵn sàng đối thoại để đạt được các mục tiêu của mình tuy nhiên viện nghiên cứu chiến tranh isvk có trụ sở ở mỹ nhận định lệnh ngừng bắn sẽ tạo cơ hội cho nga xây dựng lại lực lượng đã suy yếu và chuyển hướng nguồn nhân lực sang mở rộng và cải tổ quy mô lớn thay vì tiến hành các hoạt động quân sự ở ukraine nó cũng sẽ cho phép nga tiếp tục huy động cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình mà không bị hạn chế liên quan đến nhu cầu hoạt động khẩn cấp ở ukraine ISV bình luận thêm Nga có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để chuẩn bị lực lượng phù hợp hơn cho việc tiến hành loạt hoạt động tấn công tiếp theo nhằm thay đổi chế độ phi quân sự hóa Ukraine. Theo ISV lệnh ngừng bắn chắc chắn sẽ mang lại cho Kiev những cơ hội riêng để giải quyết vấn đề phát triển lực lượng quân sự và tăng trưởng công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, Nga cho rằng kịch bản đó sẽ khiến phương Tây cảm thấy việc viện trợ cho Ukraine ít khẩn cấp và quan trọng hơn từ đó cho phép Nga vượt Ukraine trong việc chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trên mạng xã hội X rằng Tổng thống Nga đang cố làm trạch hướng Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình do Ukraine khởi xướng ở Thụy Sĩ vào tháng tới, bằng cách sử dụng đoàn tùy tùng của mình để gửi tín hiệu giả về việc ông được cho là sẵn sàng dừng xung đột. Ông Kuleba nói, ông Putin không muốn kết thúc kế hoạch quân sự ở Ukraine, chỉ có nguyên tắc và tiếng nói thống nhất của đa số toàn cầu mới có thể buộc người đứng đầu nước Nga chọn hòa bình thay vì xung đột. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, ông Putin muốn các nền dân chủ phương Tây chấp nhận thất bại. Dựa trên những hiểu biết về các cuộc trao đổi trong giới lãnh đạo Nga, hai nguồn tin cho hay Tổng thống Putin cho rằng những gì Nga đã đạt được trong cuộc xung đột với Ukraine tới giờ đã đủ để coi là chiến thắng. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại